Thứ nhất là đam mê, thứ hai là nghĩa vụ, thứ ba là trách nhiệm. Rất là lì, ngang bướng và cũng hơi nóng tính nữa. Lúc nào, hoàn cảnh nào em cũng phải nhịn hết. Em tên là Trung, năm nay 28 tuổi. Nghiệp của em là đang làm quản lý xưởng gỗ cho gia đình. Ở đâu? Dạ, ở quận 9 ạ. Quận 9, quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở quận 9 luôn. Rồi, bạn gái. Mời bạn nữ. Em tên là Hồng. Cách đây 10 năm thì em 18 tuổi. Hiện đang em đang là điều dưỡng. Em làm việc và sống tại Thủ Đức. Quê em ở đâu? Em quê gốc ở Thanh Hóa chị. Công việc thì cũng ổn định, rất là xinh mà dịu dàng, nhẹ nhàng nữa. Lý do tại sao là em chưa có được bạn trai? Dạ, không phải em dịu dàng đâu chị, chứ là do bây giờ lên truyền hình nên nhìn nó nhẹ nhàng vậy. Chứ bình thường em cũng nóng tính lắm, cũng biết cách kiềm chế nó lại. Mấy mối tình rồi bạn? Dạ, 2 mối tình anh Linh ơi. Bạn trai thì sao? Mình tình sử mình như thế nào bạn? Dạ, em thì có 2 mối tình, lúc thời đi học với thời lúc trước em còn làm hướng dẫn viên du lịch. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn trước khi quản lý xưởng gỗ là bạn làm gì? Dạ, công việc của em thì chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là đam mê, thứ hai là nghĩa vụ, thứ ba là trách nhiệm. Sao? Đam mê là mình đam mê cái nghề của mình. Dạ, đam mê là lúc đầu là em học là chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Là em thích đi đây đó thì em học hướng dẫn viên du lịch. Em tốt nghiệp ra trường, em đi làm 4-5 năm. Sau đó thì mẹ em lại muốn em làm nhà nước thì em mới là xin vô bên công an, em làm bên phòng cháy chữa cháy. Là làm được 3 mấy. Sau này thì nhà em có cũng có cái cơ sở làm ăn riêng, chị có chị em với em thôi. Mấy tháng trước thì sinh em bé rồi. Mới sinh em bé xong lại có em bé tiếp nữa. Nhà không có ai quản lý hết. Vì hoàn cảnh thì em phải xin nghỉ bên phòng cháy. Làm xuất quân đó. Và trách nhiệm với gia đình. Em thì dự định là đợi chị em có bé lớn rồi thì em sẽ ra, em ra riêng làm chuyện của em riêng. Em muốn là định làm gì? Ra riêng làm gì? Dự định em là mở một quán cà phê với một cái chuỗi rửa xe cao cấp. Ước mơ cũng lớn, khát vọng lớn đó nha. Dạ. Bạn nữ hỏi em là sao không thấy cái ý định kết hôn? Dạ, ý định kết hôn thì cũng có, nên mới giờ mới ngồi đây chứ chị. Vậy bạn có tật xấu gì không? Dạ em ạ, em thì cũng ít tật xấu lắm. Em chỉ làm biếng anh đó, em ăn không có đúng giờ giấc. Rất là lì, ngang bướng và cũng hơi nóng tính nữa. Bạn nam nghe tật xấu bạn nữ mình thấy thế nào? Dạ, lì, ngang bướng, nóng tính thì mình tùy cái trường hợp là mình xử lý thôi. Tức là em tất nhiên con trai em thấy chức nào, hoàn cảnh nào em cũng phải nhịn hết. Đúng rồi. Nhưng mà đợi sau đó thì mình nguội lại thì mình sẽ nói chuyện sao. Bên đây là cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà nóng cỡ nào cũng chữa được hết trơn á. Rồi, bạn nữ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông thông minh, năng động, cá tính, biết kiếm tiền. Mẫu người em mà giống như Lương Thế Thành ấy chị. Rồi, bạn trai. Bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em thì muốn tìm một người phụ nữ. Cái điều quan trọng nhất đối với em là phải biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ, ai cũng biết suy nghĩ. Dạ, không có biết suy nghĩ trong mặt kép, nghĩa là trong cái hoàn cảnh đó phải biết xử trí như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Thứ hai là dù là em thì phải về làm dâu, tại em là con út, em ở chung với mẹ thôi. Tại nếu bạn nữ làm điều dưỡng thì cũng hợp với nhà em, tại mẹ em cũng bác sĩ. Ồ vậy à? Dạ. Mẹ bác sĩ ở bệnh viện nào? Dạ mẹ cũng nghỉ hưu rồi. Bạn nữ có chịu làm dâu không? Dạ, em nghĩ là em làm dâu cũng rất là tốt. Em cũng biết nấu ăn, em cũng biết suy nghĩ, em cũng biết quan tâm đến người khác. Vậy là tốt rồi. Vì nếu bạn nam, bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Dạ, em không thích một người phụ nữ đừng có nhỏ nhen quá. Tại em là một người cũng sống theo kiểu hơi hiện đại, em rất là thoải mái. Ví dụ bạn nữ thích xăm mình hay là thích làm nhuộm tóc mà kiểu gì cũng được. Tức là được. Dạ. Chiều theo sở thích của người nhưng khác. Mà cái gì cũng phải có giới hạn, thì mình cũng là người Đông Á. Ví dụ mà xăm chữ dài chữ trên tay được, chứ đừng có xăm con rồng con rắn chết rồi tối dở ra hết hồn nữa. Cô này xinh lắm nhưng mà xăm mình còn lắm. Dạ không sao, đừng có xăm hết chính cái lưng, mà xăm tay xăm chân thì được. Này này, qua coi đi. Thôi có xăm không, chờ xíu nha. Cái vụ này phải kiểm tra mới được. Dạ, được anh ơi, dạ, nhưng mà đừng có đâu có xăm chữ vậy. Em cũng là một người phụ nữ rất là hiện đại, năng động. I love you ngay đây nè. Dạ, I love you là I love you gia đình nên. I love you gia đình hả? Dạ. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích một người con trai mà nói nhiều anh Linh. Nói nhiều bên đây không nói nhiều đâu. Bạn thích con trai tóc dài hay tóc ngắn? Giống Lương Thế Thành nha. Giống Lương Thế Thành hả? Giống cách cao lên thì nó năng động, trẻ trung. Ở sao tóc tai không quan trọng đâu, quan trọng là mình hiểu nhau thôi. Không á, anh nghĩ rằng được đấy. Được không anh? Được. Có thể là du di được cái hình xăm không? Xăm nghe ai rất du. Xăm ở đó chắc anh Linh cường điệu quá. Chào anh. Chào em, hoa tặng em. Em cảm ơn. À, nếu em đếm thì trong đó có 9 bông hoa hồng. Là tình yêu thì vĩnh chính cửu. Là cũ hay là vĩnh cửu. Ví dụ như mình có tới được với nhau, không phải được nhau thì mình cũng sẽ có một tình bạn là vĩnh cửu. Dạ.
cảm ơn anh. Hồi nãy em nghe nói là em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. Thủ Đức ở chỗ nào em? À, em ở Linh Trung anh ạ. À, Linh Trung à? Dạ. Vậy gần nhà anh rồi, nhà anh qua Linh Trung khoảng 15 phút. À. Em có thích thể thao không? Dạ, cũng thích nhưng mà chơi không được giỏi. Em chơi được môn gì? Bóng đá cũng biết chơi, bơi cũng biết chơi nhưng mà không biết nổi lên mặt nước, chỉ biết bơi thôi. Dạ, anh chị em bơi được, anh không những bơi được mà anh còn bơi cứu người được. Ghê vậy? Dạ, anh... Dạ. Cảnh sát mà chị. Dạ, anh thì anh bơi cứu người thì anh hồi xưa em làm bên cái đội là tìm kiếm cứu nạn cứu hộ dưới nước. Ờ. Ví dụ mình ai cái gì dưới nước mình lặn mình hút lên. Nên cái công việc của anh thì nhìn thấy mấy cái đó thì cũng bình thường, chắc em cũng thấy như anh. Dạ. Thấy trầm tính cũng hài hước quá nhỉ. Rồi mình nói chuyện tương lai đi. Tình yêu rồi đi. Hôn nhân gia đình. Nãy anh nghe nói chắc em cũng bằng tuổi anh mà sao thấy em trẻ hơn rất là nhiều tuổi. Tại anh nhiêu tuổi? Anh năm nay 28. Trời. Sao em cười? Tại mình thích một người hơn tuổi. Em thích người hơn lớn hơn tuổi hả? Nhưng mà nhìn thấy thì chắc đầu tiên mới gặp em cũng tưởng là chắc hơn 22-23 tuổi, không nghĩ là bằng tuổi em. Mẹ nó tại ông già rồi. Thế anh mà chị kèm này em nói em không thích hả? Dạ không. Em không thích người chơi game. Tại vì mình nhiều dành thời gian nên nhiều game quá rồi, xong rồi mình không có để ý những người xung quanh được luôn. Nếu mà anh là cao thủ thì anh sẽ lo cho cái game anh nhiều hơn. À, hồi xưa em giờ hết rồi. Giờ còn đủ nhiều chuyện để lo cho tương lai gia đình. Anh nghĩ là bao lâu nữa, nếu mà quen được thì bao lâu nữa mình sẽ cưới? Anh nghĩ đẹp nhất là phải một năm. Một năm, tức là bằng giờ này sang năm. Đúng rồi, thì anh với em nhiều cũng 28, 29 rồi, cũng gọi là đến tuổi rồi. Để con thì tùy điều kiện kinh tế, ví dụ mình làm ra nhiều thì mình đẻ 3, còn ít thì mình đẻ 1, mà trai gái không quan trọng. Thế anh nghĩ là 3 hay là 1? Nếu như anh thì anh có thể đẻ được từ 2 đến 3. Vậy là được không? Thì mình nhắm cái khả năng kinh tế mình để mình nuôi dạy đứa bé nó tốt nhất. Chứ mình để nhiều mà không lo được thì nhất là cuộc sống gia đình nó hụt hặc. Thứ hai là lại suốt ngày cãi nhau thì con nó lại khổ. Anh nghĩ đúng vậy. Rồi. Chính xác. Thôi mình nói cảm nhận về nhau đi. Tình cảm đi, cảm xúc đầu tiên. Anh sao có đúng được cái phần trăm nào trong cái hình mẫu mơ tưởng lương cái hành của em? Thì không phải là mơ tưởng nhưng mà em thấy anh cũng trẻ trung, năng động. So với tuổi thì hơi già một tí nhưng có lẽ là ngoài cái mê game ra thì cũng là một người của gia đình. Trong cái dòng đời tấp nập này thì hôm nay anh với em ngồi trên đây thì mình cũng là một cái duyên rồi. Còn hy vọng là mình có đến được với nhau hay không là do cái số nữa. Anh nghĩ là mình cũng được gọi là khá tương đồng những cái suy nghĩ. Với lại mình cũng gần nhau cũng tiện. Rồi anh thấy là có thể mình sẽ tiến xa hợp nếu mà anh ta có tìm hiểu nha. Bạn gái? Thì em cũng nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn lại không bấm nút? Tại vì cái cảm nhận đầu tiên của mình quan trọng. Tự nhiên em cảm thấy cảm nhận đầu tiên là một người bạn thôi chứ mình chưa thực sự là rung động để tiến tới một tình yêu. Nên mà em muốn để cho bạn ấy một cơ hội để cho với một bạn khác. Anh nghĩ rằng một chàng trai thì cũng khó tìm đó bạn. Một chàng trai cũng thông minh, đẹp trai, giỏi giang, có khát vọng, có sự nghiệp vững chãi trong cuộc sống. Mình bỏ qua cơ hội này đúng là bạn hơi khó vì cái con tim mình hơi khó chút xíu. Dạ, em cũng biết điều đó nhưng mà em cũng mong là bạn ấy sẽ có một người thực sự hoàn hảo. Bạn trai cảm giác như thế nào? Dạ, em thì cũng bình thường. Em bấm là thứ nhất là có thể được mình hẹn hò, thứ hai là người ta nút bấm cũng là của tình bạn. Đó là một tình bạn tốt đẹp hơn. Đúng rồi. Ok. Quyết định của các bạn, chúng tôi rất tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình. Ai cũng đẹp cả, ai cũng có những cái khát vọng riêng của mình cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.